Và tiếp theo chúng con xin kính chuyển đến câu hỏi đạo tràng Minh Thành 1, và chúng con kính mời chị Nhuận Hảo chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin ạ. Kính chào quý chư tôn thiền đức tăng ni, Quan Lâm chứng minh. Con xin kính chào thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Con xin kính chào toàn thể quý các cô bác, các cha các má và các chư linh hữu đồng tu. Dạ, thưa thầy Diệu Âm Tịnh Hải, xin thầy cho con một lời khuyên. Trong thời mạt pháp này, thực sự chúng con tu hành, con không biết phải làm thế nào để mà mình không bị vướng vào cái vòng đấu tranh kiên cố, và con cũng thực sự không biết làm thế nào để đánh chết được cái tập khí mà nhìn thấy lỗi người mà không nhìn vào lỗi mình. Và mặc dù có đi hộ niệm giúp người vãng sanh, nhưng mà con thấy mình không có một lỗi nào mà con không làm, không có một tội nào mà con không gieo. Và hôm nay trên đường Zoom thì con thực sự là trước quý chư tôn thiền đức tăng ni, trước thầy giáo ông Tịnh Hải và toàn thể đại chúng đồng tu từ bi thương xót mà tha thứ cho con. Và con xin thầy Diệu Âm Tịnh Hải chỉ điểm cho con, hướng dẫn cho con để con sửa, và con cũng cố gắng nguyện tu hành để đi hộ niệm giúp người vãng sanh. Chỉ mong sao lúc cuối đời, trước giờ phút lâm chung, được các bạn đồng tu đến sách tấn chỉ điểm cho con, để con không nghĩ đến những cái tội lỗi của mình, và con nhất tâm niệm Phật để trước giờ phút lâm chung được Đức Phật A Di Đà từ bi phóng quang tiếp độ, mà cho con có được một cơ hội để con về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Câu hỏi này hay quá, vỗ tay cho vị. Nhớ nha anh chư vị, Phật dạy cái thời mạt pháp là thời đấu tranh kiên cố, nhất định chúng ta phải giữ cái tâm là phải rời khỏi cái hoàn cảnh này đi, cái phạm vi này đi, thì chúng ta tu hành mới an ổn nha chư vị. Từ cái câu hỏi thứ nhất cho đến cái câu hỏi của bác Minh Thành này, nó liên kết với nhau. Nếu mà chư vị nghĩ rằng là cái đấu tranh kiên cố này nó hại lắm đấy chư vị, nó tệ lắm đấy chư vị, nó làm cho người tu hành chúng ta mất cái cơ duyên thành tựu đấy. Chúng ta thấy rằng mình là phàm phu. Trong cái thời mà pháp này, ngoài cái câu A Di Đà Phật ra, chúng ta không tìm đâu được một cái pháp nào có thể giúp cho mình được. Dù ông luôn luôn nhắc nhớ chữ phàm phu hạ căn nghe chưa vậy? Cho dù ông không bao giờ mà dám nói rằng là thượng căn cần phải niệm Phật đâu. Các ngài niệm Phật hay không niệm Phật để từ các ngài quyết định lấy. Các ngài có rộng đường đi. Còn phàm phu chúng ta thì đường đi hẹp lắm. Chỉ có một con đường này. Lách con đường hẹp này, chúng ta không có một cái cơ ngơi nào mà nói rằng là một đời này ta thoát vòng sanh tử luân hồi đâu nha chư vị. Như vậy thì trong cái đường hẹp này mà lại hàng phàm phu ưa quanh lộn với nhau lắm á chư vị, ưa cãi cọ với nhau lắm á chư vị, ưa bất đồng ý kiến với nhau lắm á chư vị, ưa chấp trước với nhau lắm á chư vị, tức là không chịu tha thứ với nhau. Lỗi mình không bao giờ nhìn, mà cứ nhìn lỗi người khác.
Từ ai đủ điều sinh ra đủ chuyện thị phi, làm sao có thể niệm Phật vãng sanh? Ngài Quán Đỉnh Đại Sư nói rằng là Ngài chia ra cái hệ quả, nghĩa là cái quả báo của người niệm Phật. Ngài đưa lên cái quả báo đầu tiên mà nói chúng ta phải giật mình đấy chư vị ơi. Chư vị có nhớ là cái quả báo đầu tiên của Ngài đưa ra là gì không? Đọa địa ngục đấy chư vị. Tại sao lại kỳ vậy? Tại vì niệm Phật mà không bỏ tranh chấp, tại vì niệm Phật mà không bỏ chuyện thị phi, tại vì niệm Phật mà không sửa lỗi, tại vì niệm Phật mà soi mối đủ điều, tại vì niệm Phật mà cái gì cũng khó chịu. Chứ vậy tất cả những cái này nó pháp bính mất cái công đức niệm Phật. Miệng niệm Di Đà tâm chấp trước, miệng niệm Di Đà mà tâm cần cãi, miệng niệm Di Đà mà tâm cứ nghĩ tội người khác, không chịu nghĩ tội của mình. Miệng niệm Di Đà mà thương người này thì nói tốt, ghét người kia thì nói xấu, người ta làm tốt bao nhiêu mình cũng nói xấu bao nhiêu. Những cái này nó làm mình bị đọa địa ngục A Tỳ, chứ không phải câu A Di Đà Phật. Cho nên miệng niệm không bằng tâm niệm. Chư vị, miệng niệm là nhắc nhớ cái tâm phải niệm theo cho đúng cái nguyên tắc như vậy thì chư vị mới thành được đạo quả. Nhớ không? Nếu mà mình hiểu được như vậy thì một câu A Di Đà Phật của mình mà niệm được trước giờ phút xả bỏ báo thân, chư vị là vội vã đi về tới Tây Phương Cực Lạc, cách đây tới 10 vạn ức cõi Phật để thành một vị Bồ Tát bất thôi rồi. Mà chư vị làm không được, cứ tưởng rằng mình niệm như vậy là mình giỏi hơn người ta, mình niệm như vậy là mình ngon hơn người ta, vô tình cái ngon giỏi tốt xấu hay chơi gì đó, chư vị đã đánh mất tất cả những cái công đức niệm Phật quý báu của mình mà thành ra đại họa là như vậy. Cho nên cái lời nói của Minh Thành là rất hay, làm sao chúng ta tránh được cái con đường đấu tranh kiên cố này? Thì Ngài Ấn Tổ đã nói hay lắm chư vị ơi. Về thế gian pháp, hãy làm người hiền đi. Đôn luân tận phận nhàn tà tồn thành là người hiền. Dịu âm nói cho dễ dàng hơn, nói cho đơn giản hơn Ngài Ấn Tổ nói cho dịch ra trên cực vậy. Là người hiền đi. Người hiền thì không cự cãi. Người hiền thì không khó chịu bởi một người ta lỡ làm sai. Người hiền thấy một người làm sai rồi mình thương họ, tại sao người ta làm như vậy thì tội nghiệp quá. Còn người dữ thì thấy một người làm sai, chúng ta cứ nhớ mãi mà chúng ta ghim gút trong lòng. Nhiều khi cái ghim gút trong lòng này nó làm chặt cái tâm chúng ta rồi. Câu A Di Đà Phật đưa công đức vào không được, nó tràn ra ngoài hết. Là như vậy. Cho nên cái người hiền quan trọng lắm chư vị ơi. Gọi là khiêm cung. Mình đi niệm Phật mà thấy rằng tôi niệm 30 năm rồi thì những người khác thua ta một chút xíu này thôi mà tố la rầy không biết bao nhiêu lời. Nếu mà chư tổ hồi trước mà có nhiều bút mực, có nhiều giấy tờ như chúng ta, chắc là lẽ chúng ta bây giờ cái thế gian tại cái quả địa cầu này trước không hết những lời tố dậy đâu chứ. Nhớ chưa kỹ. Như vậy thì làm sao muốn tránh những vấn đề đấu tranh? Mong chư vị hãy nhớ cho cái lời của Ngài Ấn Tổ gọi là khiêm cung từ ái. Mình khiêm nhường thì mình tự nhiên mình không dám chê một người nào cả, nhé chưa vậy. Mình nhận mình là phàm phu thì không dám bao giờ mà trách những cái sự sơ suất của người khác. Nhớ nha chưa vậy. Tại vì là phàm phu mà làm sao bắt họ phải hoàn thành một ngày hai ngày để được như vậy được. Như vậy thì khi mình trách như vậy mình trực nhớ lại, à ta cũng là phàm phu, ta cũng bị sơ suất. Thôi mình tha thứ cho nhau đi chưa vậy ơi. Phải tập tha thứ cho nhau thì ta là người hiền. Ta là người hiền ta vãng sanh rất dễ. Mà ta là người không hiền thì ta vãng sanh rất khó. Đúng là như vậy. Ngài Vĩnh Minh Dương Thọ nói, nếu mà chư vị tự cho mình ngon, tự cho mình gọi, chỉ còn một cái tâm thượng mà nổi lên, dấu cho chư vị cao, nghĩa tu hành cao tột tới đâu, thì thành tựu tối đa của chư vị chỉ là hàng A-tu-la, chứ không thể nào là thành Phật được. Chư vị nhớ là thà không thành A-tu-la thì chúng ta còn có thể
có nhiều cơ ngơi, đi nhiều vãng sanh, chứ làm các vị đó là phước báu nhiều lắm đấy, thần thông đạo lực nhiều lắm đấy, nhưng mà vì cái chấp của các ngài lớn lắm, các ngài sống thọ nữa, sau khi mà hết cái báo thân có thể rơi xuống những cảnh vô cùng khốn khổ. Cho nên chư vị mới nhớ là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng là trong pháp hộ niệm này mà nối nối nhiều lắm, không có cách nào hết được. Cho nên mong chư vị với nhớ, đấu tranh kiên cố nó bắt nguồn từ cái tâm không chấp nhận mình là dở. Đấu tranh kiên cố không chấp nhận những cái trái tai gai mắt trong một đạo tràng. Đấu tranh kiên cố, mình không làm nổi chuyện này mà bắt người khác phải làm. Chính vì thế có nhiều người đứng lên phê bình người này, phê bình người nọ đủ thứ. Đây là cái hiện tượng đấu tranh kiên cố nó bắt đầu nhúm ra trong cái tâm của mình rồi. Mong chư vị hiểu được như vậy, lấy cái tâm hiền, tâm thành mà tu đi. Ngài Tịnh Không nói, gặp một người hiền, ta cũng học được điều hay. Gặp được người dữ, ta cũng học được điều hay. Người ta nói điều tốt, ta học được điều tốt. Người ta nói điều xấu, răn đe ta đừng nói điều xấu. Cho nên chư vị coi, trong kinh Phật, Phật cũng nói, đáng từ quán thân bất cầu tha quá. Ta lo nghĩ tới chuyện sai lầm của ta, đừng nghĩ nói chuyện sai lầm của người. Trong kinh nào Phật cũng nói, ư chư chúng sanh bất cầu kỳ hóa, khéo giữ khẩu nghiệp bất cơ tha quá, đừng nói cái chuyện lỗi lầm của người. Đó là chúng ta tránh vớt cái chuyện thị phi đi. Nhớ nhanh chư vị, nếu mà chư vị có cái tâm hiền lành như vậy, chư vị đi chỗ nào cũng có hoan hỷ cả, chư vị đi đâu cũng được người ta mến cả. Nếu mà mày cứ mày coi coi mình là con số 1, coi người ta là số 100 nữa thì kẹt vô cùng. Mong chư vị hiểu được như vậy, ráng cố gắng nhìn giữ cái tâm hiền lành đi, để chúng ta là một người phàm phu tuổi nhờ cái tâm hiền này mà được chư hộ pháp giúp đỡ chúng ta, ta mới được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó nha chư vị. Nhớ nhé. A Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật, chúng con thành tâm tri ân thầy Diệu Âm Tịnh Hải.